Cuộc hôn nhân hiện tại có khác gì so với hồi mới yêu hay không? Thì khi mới quen nhau thì luôn mình thấy lúc nào cũng là cuộc sống rạng màu hồng, lãng mạn rồi. Nhưng mà sau khi mình ở chung với nhau một thời gian lâu như vậy đến tận bây giờ luôn á, thì mặc dù là nó không còn mới mẻ nữa, không còn ngọt ngào nữa, nhưng mà cái tình cảm thì nó vẫn vậy. Hiện tại thì cái đời sống của mình nó cũng rất là bình bình á, kiểu như là mỗi ngày đều có những cái kỷ niệm nhỏ nhỏ với con nè, cùng đi làm về, rồi đứa nào về sớm hơn thì sẽ đi đón con. Anh thì hơi vụng nên là thường thì cái người nấu ăn sẽ là em, nhưng mà anh cũng hay đi chợ nè. Em nhớ có lần anh mua lộn cái khoai môn với khoai mỡ về nấu canh. Không mà một người thì mua đồ đúng không? Một người thì nấu đúng không? Mà tại sao vẫn làm được? Thường thường là người nấu thì họ sẽ phải là đi mua đồ, họ cần gì họ đi mua đúng không? Và tại sao mình một người mua và một người nấu mà mình vẫn làm được là sao? Kiểu tâm linh, tâm linh thôi, không tâm linh. Bây giờ thì thi thoảng hai đứa cũng gửi con cho ông bà, chú con đi chơi. Thì nói chung thì cuộc sống hôn nhân thì nó có thay đổi một chút xíu vậy thôi. Nói chung là em vẫn còn trẻ, em vẫn còn muốn đi chơi. Nói chung là em vẫn còn trẻ, em vẫn còn muốn đi chơi.